Kính chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc Zoe T6 300 sản xuất năm 2015. Chiếc xe này hiện nay đã được độ toàn bộ logo của Volkswagen. Chiếc Zoe T600 sản xuất năm 2015 với trang bị cực kỳ nhiều tính năng hiện đại được tích hợp trên một chiếc Zoe T600 sản xuất năm 2015 động cơ 2.0 turbo. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán 365 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Đây là một chiếc Zoe T600 sản xuất năm 2015 và đã được độ lên toàn bộ là logo của Volkswagen, từ logo cốp sau, logo la răng trước, logo mặt ca lăng đằng trước và logo 4 ca lăng, cũng như là logo ở trên vô lăng, tí nữa mình sẽ quay. Chiếc xe này là động cơ 2.0 AT, xe số tự động, cửa sổ nóc toàn cảnh. Động cơ 2.0 turbo tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 8 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này chỉ chạy 7 đến 8 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi, bởi vì nó được trang bị hệ thống động cơ 2.0 turbo của Mitsubishi Nhật Bản. Chiếc xe này là chiếc Zoe T600, một thương hiệu nổi tiếng, một thương hiệu xe khá nổi tiếng tại thị trường Đông Nam Á và đã được xuất khẩu sang châu Âu. Đây là hàng trung ương của Trung Quốc. Các bạn nên nhớ đây là hàng hãng xe trung ương của Trung Quốc đã xuất khẩu sang châu Âu. Đó là chiếc Zoe T600 sản xuất năm 2015. Hiện nay đang được chào bán với giá là 365 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Mình xin quay về chi tiết nội thất cũng như là toàn bộ các trang thiết bị của xe. Xe này thì được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại. Một dòng xe mà đến châu Âu cũng phải kính nể về cái độ phát triển về công nghệ ô tô của Trung Quốc. Mặc dù là xe của Trung Quốc nhưng nó mang form dáng của châu Âu. Và trang thiết bị thì không thua kém bất cứ một hãng xe nào. Đây là thân vỏ nội thất của chiếc xe. Mình sẽ mở hết toàn bộ cốp đít và bốn cái cánh cho quý vị sẽ cảm nhận được một chiếc xe quá đẹp luôn. Chiếc xe Zoe T600, một cái dòng xe mà khá nhiều người Việt Nam cũng như là trên thế giới biết đến nó, bởi vì option thân vỏ và kiểu dáng cực đẹp, nội thất và trang thiết bị cực kỳ hiện đại, xe đi bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, không hỏng vặt. Chiếc xe này thì được trang bị động cơ 2.0 turbo của Mitsubishi Nhật Bản. Tí nữa mình sẽ quay cái khoang động cơ cho quý vị xem, mình sẽ nói rõ hơn về động cơ. Động cơ 2.0 turbo của Mitsubishi nó chỉ ăn khoảng độ tầm 8 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Rất ít xăng, thực sự là đi rất ít xăng. Đây là nội thất của chiếc xe. Mình sẽ quay qua nội thất, sau đó là mình sẽ giới thiệu chi tiết từ các cái trang thiết bị được tích hợp ở trên chiếc xe này. Vâng, bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị. Đầu tiên, ở mặt đằng trước của chiếc xe, quý vị có thể nhìn thấy ngay khi nhìn vào, xe được trang bị cái bộ mặt ca lăng rất là đẹp, đèn gầm và đèn bi xê lông siêu sáng, cùng như dải đèn LED, đèn bi xê lông siêu sáng, đồng thời là có một cái dải đèn LED hỗ trợ đây để cho ra cái ánh sáng hiệu quả nhất, và lại nó có cái tính thẩm mỹ nữa. Đây ạ. Xe được trang bị gương xi nhan trên gương, rồi là 4 phanh ABS. Đấy là những cái gì ở bên ngoài thì mình sẽ giới thiệu các bạn bên ngoài, xong vào mình vào chi tiết bên trong. 4 phanh ABS, la răng phay. Cái phần đèn cốp đít thì cũng được trang bị cái dải đèn LED đây, cho nên là ra một cái ánh sáng rất là đẹp. Xe được trang bị thêm cảm biến lùi. Đây ạ, hệ thống cảm biến lùi đây. Xe được trang bị cảm biến lùi và camera lùi. Đây là camera lùi.
đồng thời là có cả cảm biến lùi, tức là có hai chế độ an toàn cho khi mình lùi xe. Đấy là về bên ngoài. Thế còn về bên trong thì có cái gì? Bên trong xe thì đầu tiên là mình giới thiệu quý vị, xe được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh. Chìa khóa thông minh tức là quý vị đi gần vào, đeo chìa khóa trên người đi vào gần vào thì nó sẽ cảm nhận qua cái mắt chìa khóa thông minh này. Và gương kính chỉnh điện, cụp điện. Gương kính chỉnh điện, cụp điện ạ. Cụp điện tự động luôn quý vị nhé. Gương kính chỉnh điện và cụp điện tự động. Xe được trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử. Cân bằng điện tử, chống trơn điện tử đây ạ. Rồi là trang bị được ghế điện. Ghế chỉnh điện, hai ghế chỉnh điện ạ. Ghế lái cũng chỉnh điện và ghế phụ cũng chỉnh điện luôn ạ. Vô lăng tích hợp bàn phím với rất nhiều tính năng được tích hợp ở trên chiếc vô lăng này. Toàn bộ chiếc xe này thì logo đều đã được độ logo của Volkswagen. Cho nên là mình cũng phải nói rõ là Zoe chứ không phải Volkswagen, nhưng nó độ hết rồi. Độ người chủ cũ người ta thích Volkswagen và chiếc xe này nó cũng có cái kiểu dáng giống Volkswagen, cho nên là người ta đã độ lên rồi. Tiếp theo nữa là xe được trang bị đề start top, điều hòa tự động, điều hòa auto đây ạ. Cân bằng điện tử, chống trơn điện tử. Xe được trang bị 6 túi khí. Túi khí đây ạ. Túi khí đây. Xe được trả vào túi khí ở trên ghế đây. Mỗi bên 3, tức là xe được trang bị 6 túi khí. Một túi khí ở đằng trước bên phụ, một túi khí trên mặt vô lăng, và một túi khí hai bên cột trước và hai bên ghế đằng trước, ghế lái và ghế phụ. Tức là xe được trang bị 6 túi khí. Màn hình 8 inch. Được trang bị màn hình 8 inch và camera lùi đầy đủ. Cửa sổ nóc là cửa sổ nóc toàn cảnh. Cửa sổ nóc toàn cảnh. Suốt kéo dài suốt từ giữa ghế lái và xuống hết tận đằng sau đây ạ. Bây giờ mình sẽ quay kỹ hơn về các cân bằng điện tử, chống trơn điện tử đây. Rồi là ghế chỉnh điện đây. Đây là cái nội thất ghế sau. Xe thì đây là cái màu bã trầu nguyên bản. Cái xe này nó sản xuất ra có mấy màu. Màu đen, màu trắng là được ưa chuộng nhất. Và nội thất thì tất cả đều là màu bã trầu. Và đây là ghế da nguyên bản của nó, màu bã trầu nguyên bản. Đồng thời là táp ly, táp lô cũng là nội thất nguyên bản. Đấy là những cái mà được trang bị trên xe. Cửa sổ nóc toàn cảnh đây ạ. Cửa sổ nóc toàn cảnh đây. Cửa sổ nóc rất là rộng. Tí nữa mình sẽ chạy thử và mình sẽ mở cửa sổ nóc. Thế còn đây là nội thất, trang thiết bị rất là hiện đại. Bây giờ mình sẽ đi vào phanh điện tử nhé. Xe được trang bị cả phanh điện tử các bạn nhé. Điều hòa tự động này, phanh điện tử này, rồi là cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, ghế chỉnh điện. Bây giờ mình sẽ đi về kiểm tra về chất lượng của chiếc xe. Về chất lượng của chiếc xe. Xe được trang bị động cơ 2.0 turbo, tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 8 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Động cơ là của hãng Mitsubishi Nhật Bản. Bây giờ mình sẽ kiểm tra về vào mặt kỹ thuật. Là đầu tiên mình bao giờ mình xem xe, mình cũng xem từ phần đít, phần xem lên, phần đuôi xe xem lên. Thì toàn bộ phần đuôi xe phía bên lái đây là đinh tán còn nguyên. Và phía bên phụ đinh tán cũng còn nguyên, không móp méo, không dập. Keo chỉ còn nguyên. Đây là phần chỉ cốp đây, còn nguyên. Chỉ cốp, toàn bộ hệ thống chỉ cốp là còn nguyên hết. Chỉ cốp còn nguyên. Quý vị có thể nhìn thấy đây ạ.
Về mình xem kiểm tra luôn khoang cốp nhé. Đây là cốp của chiếc xe. Thì đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy xe không mục mọt một tí nào, không mục mọt, và cái phần cốp đít vẫn rất là sạch sẽ. Mọi trang thiết bị trên xe rất là đầy đủ. Chủ xe là người rất cẩn thận. Quý vị nhìn thấy cái bình cứu hỏa đây là thấy là chủ xe là người khá cẩn thận, đúng không ạ? Cái cốp của chiếc xe này rất là rộng quý vị nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi tiếp vào phần keo chỉ của cánh phụ, cánh sau bên phụ. Cánh sau bên phụ keo chỉ cũng còn nguyên, zin luôn. Phần táp ly còn rất đẹp và cũng là còn nguyên bản. Cái nội thất là cái vân gỗ, vân đá, gỗ đá đây, và được bọc một lớp da màu bã trầu, là cái chiếc cánh sau còn nguyên. Bây giờ xem cánh trước bên là phụ. Keo chỉ quý vị có thể nhìn thấy vẫn còn nguyên nhé, không mất phân keo chỉ nào. Đồng thời là táp lô với cả da chiếc vẫn còn nguyên, toàn bộ còn nguyên hết, zin 100%. Ghế bên phụ cũng được trang bị ghế chỉnh điện. Về phần mặt táp lô, mặt táp lô quý vị có thể nhìn thấy táp lô còn rất đẹp, được bọc da hết toàn bộ mặt táp lô, chỉ để lộ ra cái phần mà phủ nó giả vân gỗ đây. Đây cái mặt nào cần số cũng được làm giả vân gỗ cùng màu, giả vân gỗ cũng được mà đấy gọi là vân đá cũng được, tức là keo chỉ bên phía bên phụ là ok, không có tai nạn, không có phía bên đó đúng không, không đâm va. Bên này bên lái cũng ok, đánh cánh sau bên lái cũng ok. Đây quý vị có thể nhìn thấy đây, mình sẽ quay xa xong mình quay dần được cho quý vị xem, rất là ok quý vị nhé. Bây giờ tiếp theo là bên cánh lái, cánh lái đây ạ. Quý vị có thể cùng với mình kiểm tra keo chỉ của phần cánh ok nhé quý vị nhé. Tức là chiếc xe này cũng không mục mọt gì cả và chỉ còn nguyên. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào đến phần khoang máy của chiếc xe cũng như là động cơ của chiếc xe. Chiếc xe này thì được trang bị động cơ 2.0 của hãng Mitsubishi. Quý vị có thể nhìn thấy toàn bộ là la răng này người ta cũng được độ cái logo của Volkswagen, và đằng trước này cũng thế ạ. Cho nên là đi ra ngoài đường thì nhiều người không biết thì lại tưởng rất nhầm, dễ tưởng nhầm lắm, nhưng mình làm xe thì mình biết rất là mình làm xe đây ạ. Bây giờ mình giới thiệu với quý vị, đây là khoang máy của chiếc xe. Đây là khoang động cơ của chiếc Zoe T600. Xe được sản xuất năm 2015. Động cơ 2.0 Zoe T600. Động cơ 2.0 turbo và của hãng Mitsubishi. Đây ạ. Mình dở sau, đây là chỉ là cái nắp của hãng turbo của hãng Zoe đậy lên trên, nhưng quý vị có thể dở ra quý vị nhìn thấy luôn. Đây là biểu tượng của Mitsubishi. Đây là biểu tượng máy động cơ của hãng Mitsubishi Nhật Bản. Turbo, Mitsubishi Turbo động cơ 2.0. Xe còn nguyên vết bụi thời gian quý vị nhé. Quý vị có thể nhìn thấy xe còn nguyên vết bụi thời gian. Và đây là máy của động cơ Mitsubishi Nhật Bản. Đây là logo của Mitsubishi các bạn nhìn thấy. Turbo 2.0. Xe còn nguyên vết bụi của thời gian. Bây giờ mình sẽ đóng cái nắp này vào. Cái nắp này thì là nắp thì của Zoe T quý vị nhé. Nắp thì của Zoe T nhưng mà động cơ đây là của Mitsubishi nhé. Cái nắp động cơ thì là của Zoe T nhưng mà động cơ thì là của Mitsubishi. Bởi vì là người ta mua máy của Mitsubishi để lắp cho chiếc xe này. Đây, khi lắp lên thì trông rất là đẹp. Về phần đầu tiên là mình kiểm tra đây quý vị nhé. Những cái này vẫn là cái phần xốp, phần xốp của cái máng nước này. Phần xốp máng nước này cũng là cuồn còn nguyên của xịn nhé quý vị nhé. Mặc dù nó qua thời gian mưa nắng nó có sờn đi một chút nhưng mà nó vẫn là của xịn nhé. Còn xung quanh đây quý vị có thể nhìn thấy đây ạ, không có một chút gì bọp móp méo gì cả, nắn bóp gì cả. Tức là hai bên má này còn nguyên. Đây ạ, đinh tán còn nguyên đây. Toàn bộ đinh tán và đầu răng đây. Đinh tán và đầu răng còn nguyên. Bên này cũng vậy, bên này cũng thế, cái mút xốp này vẫn còn nguyên.
nhé quý vị nhé. Mút xốp vẫn còn nguyên và đầu răng đây cũng còn nguyên hết, không móp méo gì. Đây quý vị có thể nhìn thấy đây. Bây giờ mình sẽ đi vào đến tiếp tục là về phần đằng trước. Về đằng trước thì nhìn ở đây, két nước cũng không có bị bất cứ một cái va chạm gì. Tức là xe này keo chỉ, bởi vì keo chỉ nó zin. Và mình nhìn thấy là ok rồi, như thế là quá là ok rồi. Đây còn phần máy móc thì đây ạ. Quý vị nhìn thấy máy nó chỉ có vết bụi của thời gian, nguyên si vết bụi của thời gian. Không ai động chạm gì cả vào cái chiếc máy này. Máy chỉ có vết bụi thời gian và còn nguyên nha quý vị nhé. Máy chưa mở, nguyên zin từng con ốc. Máy còn nguyên và chỉ có vết bụi của thời gian thôi ạ. Máy nguyên zin, chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đây ạ. Máy nguyên zin, chỉ có vết bụi của thời gian. Xe cực đẹp. Đấy là mình giới thiệu về khoang máy của chiếc xe. Động cơ 2.0 turbo của hãng Mitsubishi được lắp trên chiếc Zoity T600 sản xuất năm 2015, được trang bị nhiều tính năng hiện đại. Rất nhiều tính năng hiện đại được tích hợp trên chiếc xe này. Nó là một chiếc xe như một chiếc xe hạng sang. Bây giờ các bạn hãy cùng mình trải nghiệm, lái thử và cảm nhận những cái nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị 6 túi khí, 2 ghế chỉnh điện nha quý vị nhé. Mình nhắc lại là 6 túi khí, 2 ghế chỉnh điện, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử đây. 2 ghế chỉnh điện, ghế phụ cũng chỉnh điện và ghế lái cũng chỉnh điện. Bây giờ còn mình cũng giới thiệu với quý vị cái cửa nóc của cái chiếc xe này nó vận hành như thế nào. Thì muốn thế thì một đầu tiên là mình phải mở điện lên đó. Đấy, khi mình mở điện lên thì chiếc gương, mình mở điện lên thì gương nó tự động xòe ra. Và còn mình muốn, đây là mình mở cái tấm, đây gọi là tấm chắn nắng. Thì tấm chắn nắng mình trước mình mở, mình kéo ra rồi, bây giờ mình sẽ đóng vào. Đây, quý vị có thể nhìn thấy tấm chắn nắng tự nó kéo vào đây ạ. Rồi ok, mình mở ra, mở tấm chắn nắng ra. Thì chỉ bằng một nút xoay này thôi. Mình xoay thế này thì tấm chắn nắng nó sẽ ra. Rồi tấm chắn nắng ra rồi. Ok. Và bây giờ mình muốn mở cửa sổ nóc thì mình chỉ bấm cái nút này thôi. Rồi ok, bấm một lần nữa là tự nó ra. Bấm một lần là nó nhấc đít lên và lần thứ hai là tự nó chạy ra. Quý vị có thể nhìn thấy đấy ạ. Đây ạ, cửa sổ nóc rất là rộng. Nếu mà đi cửa sổ nóc này mà để dành đi cổ vũ bóng đá hoặc là đi picnic hoặc làm cái gì thì rất là đẹp luôn. Mình bấm vào đây tự nó chạy vào. Rồi ok. Rồi. Và đây quý vị nhìn thấy nội thất của chiếc xe đây. Mình xin quay về nội thất của chiếc xe. Rất là rộng rãi và đẹp. Khoang cốp cũng rất là rộng đây. Khoang cốp thì rất là rộng luôn. Đây là khoang cốp của chiếc xe rất là rộng. Còn xe được trang bị hệ thống an toàn trên xe là gồm 6 túi khí. Bây giờ các bạn hãy cùng mình trải nghiệm. Mình phải cho bớt điều hòa xuống, gió nó to quá. Gió điều hòa nó hơi to thì các bạn sẽ nghe nó hơi khó. Máy đang nổ nhá, mình đang nổ máy rồi quý vị nhá. Mình đang nổ máy rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe này. Đầu tiên là số, là thưa với quý vị là số rất là nhẹ đây ạ. Số chỉ bóp cái rất là nhẹ luôn, đi đến đâu là tự nó vào đấy luôn đấy. Và đây là camera lùi, camera lùi đây ạ. Camera lùi rất là rõ nét và xe được trang bị cả cảm biến lùi nữa, bằng cảnh báo bằng âm thanh. Bây giờ mình sẽ ok cái số và mình đi. Ê, quý vị hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe này nhé. Xe này được trang bị phanh điện tử. Bây giờ có quý vị hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe này như thế nào. Lái khá là ok nhưng mà gầm bệ rất là chắc chắn. Lái là mình cảm thấy lái là khá là ok.
gầm bệ chỉ có tiếng lốp thôi. Hệ thống lái thì mình lái một tay là thoải mái, ok luôn. Trợ lực dầu làm việc rất là tốt. Chiếc xe này hiện nay Dung Audi Ô tô Cố Hải Dương đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp hotline 0855 966 để đặt lịch hẹn xem xe, cũng như là kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe. Dung Audi hotline 0855 966 966. Chào bán một chiếc Joyti T600 sản xuất năm 2015, số tự động, cửa sổ nóc toàn cảnh, trang bị nhiều tính năng hiện đại, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử, vô lăng tích hợp bàn phím, gương kính chỉnh điện, cục điện, ghế chỉnh điện và rất nhiều tính năng hiện đại khác được tích hợp trên một chiếc Joyti T600 sản xuất năm 2015 và hiện nay đang được chào bán với giá là 365 triệu đồng tại Dung Audi Ô tô của Hải Dương. Quý vị chưa đăng ký kênh hãy vui lòng đăng ký kênh bằng cách bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh thì nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình up video clip, cũng như là mình live stream báo giá trực tiếp những chiếc xe nhà đang chào bán. Dung Audi Ô tô của Hải Dương xin trân trọng cảm ơn, tri ân những khách hàng thường xuyên theo dõi và ủng hộ Dung Audi Ô tô của Hải Dương. Qua đó, Dung Audi Ô tô của Hải Dương hàng ngày, hàng giờ đưa đến quý vị những sản phẩm, những chiếc xe đã qua sử dụng tuyệt vời nhất với phương châm pháp lý đảm bảo, chất lượng hàng đầu, giá cả phải chăng và uy tín tạo nên thành công. Thì đó là bốn cái phương châm làm việc của Dung Audi Ô tô của Hải Dương. Hàng ngày Dung Audi Ô tô của Hải Dương luôn đưa đến quý vị những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng chất lượng nhất, giá cả cạnh tranh nhất, pháp lý đảm bảo nhất. Và uy tín của chúng tôi đã được xây dựng qua nhiều năm phấn đấu và tích góp. Cũng qua đây thì quý vị có thể cảm nhận được và đánh giá được thị trường xe ô tô cũ hiện nay tại Việt Nam. Quý vị trang bị thêm cho mình rất nhiều kiến thức. Kiến thức về xe, kiến thức về hãng xe, kiến thức về đời xe, kiến thức về giá cả xe. Để trang bị cho mình thêm một cái kiến thức về xe ô tô đã qua sử dụng. Rồi một vài năm nữa ô tô nó cũng sẽ rất là phổ biến ở tại thị trường. Dung Audi Ô tô của Hải Dương một lần nữa xin kính chào bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.